Ban lễ tân, tiểu ban tuyên truyền văn hóa, tiểu ban an ninh y tế cùng đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng và các liên lạc viên phục vụ các đoàn tham dự hội nghị. Các đoàn tiền trạm, các tiểu ban đã được cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị trên mọi phương diện của chủ nhà Việt Nam, từ lễ tân, hậu cần, an ninh y tế. Các đại biểu quan tâm đến công tác chuẩn bị đón đoàn cấp cao, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị những phương án tốt nhất để đảm bảo an toàn tối đa cho các đại biểu tham dự hội nghị, ngay khi xuống sân bay cho đến các địa điểm họp và khách sạn nơi đoàn ở, như khử khuẩn, đo thân nhiệt, vệ sinh các địa điểm họp, cơ sở lưu trú. Theo kế hoạch, trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 3, các đoàn tiền trạm sẽ tiến hành khảo sát thực tế địa điểm tổ chức các sự kiện tại Đà Nẵng, như các địa điểm lưu trú, trung tâm báo chí quốc tế, sân bay quốc tế Đà Nẵng. Trưa nay, đoàn tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ đã vào vịnh Đà Nẵng, trong đó tàu khu trục đã cập cảng Tiên Sa chính thức thăm thành phố Đà Nẵng. Chiều nay, lễ đón tàu và họp báo diễn ra tại cảng Tiên Sa. Tin của phóng viên Bình Kiều. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì lễ đón đoàn Hải quân Hoa Kỳ. Tham dự lễ đón có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, Cục Quân y, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng và đại biểu một số cơ quan chức năng. Về phía Hoa Kỳ, có đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, tùy viên quốc phòng Hoa Kỳ cùng một số quan chức đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ngay sau lễ đón, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Đô đốc John Aquilino, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã đồng chủ trì họp báo giới thiệu chương trình, nội dung chuyến thăm của đoàn tàu Hoa Kỳ tại Đà Nẵng. Trong thời gian thăm thành phố Đà Nẵng, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ cùng nhóm chỉ huy đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ sẽ đến chào xã giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam, các nhóm sĩ quan và thủy thủ đoàn tham gia một số hoạt động cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng như biểu diễn văn nghệ, giao lưu thể thao, bóng đá, bóng chuyền, giao lưu tiếng Anh, trao đổi chuyên môn về hỗ trợ ứng phó thảm họa, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Chuyến thăm Đà Nẵng của đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ góp phần thiết thực kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hoa Kỳ, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối ngoại toàn diện. Đô đốc John Aquilino, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ khẳng định: chúng ta là đối tác tin cậy của nhau và cái quan hệ hợp tác hữu nghị của chúng ta dựa trên nền tảng đó là lòng tin lẫn nhau. Chuyến thăm lần này là một bước ngoặt quan trọng nữa trong mối quan hệ song phương giữa hai nước chúng ta. Nó thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và cam kết của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Tôi ca ngợi vai trò của Việt Nam với tư cách là chủ tịch của ASEAN trong năm nay, và tôi chúc mừng Việt Nam đã đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng làm việc và phối hợp với Việt Nam. Hiện nước ta có 55 triệu lao động, trong đó chỉ có gần 23% lao động qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ. Nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những lợi thế quan trọng mang tính quyết định để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Vậy những giải pháp nào được đặt ra trong thời gian tới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực? Đây là nội dung trong tọa đàm trực tuyến để sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh. Theo ông Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Việt Nam là nước có dân số trong độ tuổi lao động đứng thứ 3 trong ASEAN, nhưng tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ở nhiều nước là 50%, cơ cấu lao động qua đào tạo và xu hướng chuyển dịch còn bất hợp lý. Tỷ lệ lao động có trình độ cao ở ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành chủ lực của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa chỉ chiếm 9% tổng số lao động, trong khi các nước phát triển lên đến 40-60%. Tình trạng thiếu cả thầy và thiếu cả thợ vẫn còn tâm lý trọng bằng cấp, công tác hướng nghiệp phân luồng chưa tốt nên dẫn đến mất cân đối về lực lượng lao động, năng suất lao động dù đã có cải thiện đáng kể trong thời gian qua nhưng còn khoảng cách với nhiều nước trong khu vực. Ông Bùi Sĩ Lợi nói. Và tôi nói là không phải là chúng ta đào tạo cái lao động mới bắt đầu chuẩn bị bước vào tuổi lao động từ 15 tuổi trở lên đâu, mà Bộ Lao động và Tổng cục Dạy nghề phải lưu ý là đào tạo ngay lại mấy triệu lao động mà đang làm việc trong nền kinh tế dân, nhất là các cái ngành mà sử dụng lao động thủ công này, dệt may da giày, những cái ngành đó là lao động của chúng ta rất là thấp, cho nên là thế giới người ta đánh giá chúng ta rất là đúng thôi. Để chúng ta biết được cái con đường đi của chúng ta, và cho đến nay thì tôi thấy rằng là Chính phủ và Bộ Lao động Thương binh Xã hội đang đi theo một cái con đường rất đúng hướng, phân luồng học sinh, đào tạo tập trung vào cái giáo dục nghề nghiệp. Mặc dù chất lượng đào tạo có chuyển biến, nhiều trường nghề đào tạo 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm, đạt thành tích cao kỳ thi tay nghề khu vực và thế giới, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường. Ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định đào tạo những nghề thị trường cần chứ không phải nghề nhà trường có là điều cốt lõi để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Một trong giải pháp quan trọng hàng đầu đó là chúng ta phải xây dựng một cái chiến lược về phát triển nhân lực cho giai đoạn mới. Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, chúng tôi hiện nay chính phủ đang giao và chúng tôi vừa rồi đã làm việc với lại các cái tổ chức quốc tế, các cái nhà tư vấn để chúng ta bắt đầu bắt tay ngay vào cái việc mà điều tra, khảo sát, đánh giá cái nhu cầu và đánh giá cái thực trạng để chúng ta xây dựng chiến lược này. Vấn đề thứ hai ấy, tiếp tục rà soát lại hệ thống các cơ chế chính sách về phát triển nhân lực chất lượng cao. Tập trung vào đào tạo nhân lực chất lượng cao thì phải có nguồn lực. Không có nguồn lực tập trung vào thì chúng ta không thể nói gì đến cái chất lượng cao trong lao động nghề đâu. Bởi vì rõ ràng cái chi phí đào tạo nghề, điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và phát triển chương trình đều rất là tốn kém. Sáng nay tại Bình Dương, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tổ chức xin lỗi ông Bùi Mạnh Lân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hưng Thịnh và ông Phạm Văn Hướng, Phó Tổng Giám đốc Công ty. Cơ quan này cho rằng khi điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra vào năm 2003 đã bắt tạm giam ông Lân 41 ngày, ông Hướng 63 ngày mà không có lệnh hợp pháp. Tin của phóng viên Thiên Lý thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi xin lỗi, đại diện Bộ Công an thừa nhận năm 2003 trong quá trình điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng, điều tra viên đã thiếu trách nhiệm, chủ quan trong việc thu thập chứng cứ, chứng minh và không chấp hành các quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Hậu quả là đã gây ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của ông Lân và ông Hướng. Theo đại diện Bộ Công an, đây là sự việc đáng tiếc, không mong muốn xảy ra liên quan đến trách nhiệm thế hệ cán bộ điều tra viên trước đây thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Bộ Công an. Sau khi phát hiện sai phạm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đề xuất kỷ luật nghiêm minh đối với cán bộ điều tra viên trong vụ án này. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an sẽ đề xuất bồi thường cho ông Lân và ông Hướng theo luật trách nhiệm bồi thường thiệt hại năm 2017. Tiếp nhận lời xin lỗi, nhưng ông Lân không nhận bồi thường vì cho rằng cần được tuyên bố oan trong vụ án, chứ không phải chỉ vì việc ông bị giam giữ không đúng. Đối với ông Hướng thì nhất trí với việc bồi thường theo quy định của pháp luật về việc bị giam giữ không có lệnh hợp pháp trong 63 ngày. Ông Hướng cho rằng phía sau sự việc oan sai có nhiều người cố tình gây ra vụ việc và đề nghị phải điều tra xử lý đối tượng này. Dù là đã sau 17 năm, nhưng nay nhận được quyết định của công an, chúng tôi rất mừng. Cái mừng đó không phải là vấn đề thể hiện ra, mà nó là phải từ cái sự tin tưởng vào Đảng, vào ngành công an. Và tin tưởng như đấy thì chỉ có một mong muốn, đề nghị ngành công an phải làm cho rõ sau đó là cái gì. Kết thúc buổi xin lỗi công khai, cả hai ông mong muốn Bộ Công an, cơ quan điều tra, những người đang thực thi pháp luật làm việc phải khách quan, trung thực để không gây oan sai cho người không có tội và xử lý nghiêm những người vi phạm pháp luật. Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Theo kế hoạch, hôm nay Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ tới Nga để gặp người đồng cấp nước chủ nhà Vladimir Putin bàn về tình hình chiến sự tại tỉnh Idlib của Syria vốn đang rất căng thẳng. Dự báo tương lai của Idlib sẽ phụ thuộc phần lớn vào kết quả của cuộc gặp này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, nội dung bao trùm cuộc gặp này sẽ là cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Idlib và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sẵn sàng thảo luận về mọi khía cạnh của vấn đề này, như lý do để xảy ra cuộc khủng hoảng, những hậu quả tiềm ẩn, cũng như các giải pháp mà hai bên có thể đạt được để chấm dứt tình hình chiến sự. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi lên đường thăm Nga, Tổng thống Tayyip Erdogan đã bày tỏ hy vọng sẽ đạt được lệnh ngừng bắn tại Idlib. Qua đó, chính phủ Syria phải ngừng các chiến dịch quân sự và rút về ranh giới mà Thổ Nhĩ Kỳ đã định ra. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài cho khu vực. Đây là chủ đề chính mà tôi sẽ thảo luận với Tổng thống.